Sáng sớm Chủ nhật, họ đi ra mộ, mang theo dầu thơm để sức cho thi hài Chúa Giêsu. Tại sao các người tìm kiếm người sống giữa người chết? Ngài đã không còn ở đây nữa, đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói khi còn ở Galilee: con người sẽ bị nộp vào tay kẻ tội lỗi, chịu đóng đinh vào thập giá, nhưng ngày thứ ba sẽ phục sinh. Chúng tôi nghe tiếng đá lăn ra, chúng tôi đi vào và xác của thầy không còn ở đó nữa. Rồi có thiên thần hiện ra sáng láng như mặt trời và nói rằng: tại sao lại đi tìm người sống giữa kẻ chết? Những người này nói thật: hãy đến mà xem đi, Ngài không còn ở đó nữa, hãy tin chúng tôi. We saw them. Go and see for yourselves. Tomb was empty. Our Lord was gone. Come. Peter, you must believe us. Thầy đã hiện ra với Simon. Chúng tôi đã không nhận ra Ngài cùng đi trên đường, nhưng khi Ngài bẻ bánh, chúng tôi đã nhận ra. Bình an cho anh em. Anh em đừng sao xuyến. Đến đây, hãy nhìn tay thầy, chân thầy đi, và chính thầy đây mà. Đã nhiều lần thầy nói với anh em về chuyện này rồi mà. Những gì các ngôn sứ đã nói trong lề luật Mô-xê đã thành sự. Đó là đấng Mê-si-a phải chịu đau khổ, và ngày thứ ba, Ngài sẽ phục sinh từ cõi chết. Và anh em hãy nhân danh thầy để giúp cho người ta hoán cải và được tha tội. Và hãy rao giảng cho muôn dân nước về điều này, bắt đầu từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Anh em hãy làm chứng về những điều này, và quyền năng của Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên anh em. Anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng của Thánh Thần. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho anh em và gìn giữ anh em. Quyền năng Thiên Chúa sẽ ngự trên anh em. Đi khắp tứ phương thiên hà, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Given unto me in heaven and in earth. Go therefore and teach all nations, baptizing them. Và thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày
cho đến tận thế. Amen. Amen.